Alo, chào bạn. Chào mừng các bạn đến kênh ZoomMV, một kênh chuyên lập trình, một kênh dành cho những các bạn đã, đang và sẽ có ý định theo cái nghề lập trình mobile đấy và bằng Android Studio. Thì như video lần trước, như những video trước ấy, mình có hướng dẫn các bạn làm cái màn hình nghe nhạc như này này. Đấy, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn khi mà bấm chạy. Thì nhạc thì cái spinner nó sẽ chạy cái C3 nó chạy theo bài nhạc ấy. Ok, bắt đầu nhá, mình sẽ vào cái project trước của mình nhá, ở trong cái đằng C3 này, được chưa? Mình sẽ gắn ID cho nó, ID t một cái gán ID cho nó, ID ở đây là đặt là C3 đi, nghe chó C, nghe giống chó C3 vậy. Thôi mình là SB bài nhạc, SB nhạc đấy. Sau khi đấy xong nhá, mình sẽ sang bên file Java của mình này đấy. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái C3 trước, C3 đấy, đặt tên cho nó này. Tiếp đến nữa là không thể thiếu cái phần ánh xạ được, còn cho nên đấy, paste sau khi ánh ạ xong nhá, thì bắt đầu chạy nhạc ở đây đấy. Thì cái thằng C3 nhá, các bạn lưu ý một chút, nó sẽ có ba cái thời điểm mà các bạn cần để ý: một là điểm khởi đầu, hai là điểm kết thúc, và ba là cái điểm đang chạy. Đấy, thì mình phải set up khi mà bắt đầu chạy nhạc ấy, thì mình set up cái điểm khởi đầu và điểm kết thúc cho nó trước, đúng không? Thì ở đây nhá, ở đây mình sẽ gọi cái C3 này chấm set min, nghĩa là điểm khởi đầu ấy. Đấy, là sẽ là không, đúng chưa? Báo đỏ là nào, phải check version cho nó nữa, đúng không? Mình xem lại code một chút nha. Rồi, tiếp đến nữa nhá, là cái thằng mắc, đúng chưa? Thì ở trên này mình sẽ tạo ra cho nó một cái biến time map time map ấy, có nghĩa là cái thời gian map của bài nhạc ấy, thời gian tối đa của bài nhạc tính theo đơn vị là mini giây nhá, trong thằng này tính là mini giây nhá. Thì ở đây mình sẽ lấy ra cái thời gian của bài nhạc trước đã, thì mình gọi cái thằng player chấm get duration duration nó sẽ lấy ra được cái thời gian mắc của bài nhạc, và mình sẽ gọi cái C3 của mình này, C3 nhạc chấm set mark, mình truyền vào cái time mark đấy, nó là xong. Thì bây giờ là mình đã set min và set mark cho nó rồi, bây giờ làm thế nào để trong khi mà nó chạy nhạc ấy, trong khi nó chạy nhạc ấy, thì nó update theo, đúng không? Thì ở đây, ở trong phần setup này nhá, các bạn tạo cho mình một cái new, các bạn có new countdown timer. Đấy, countdown timer, cái này có nghĩa là nó sẽ là đếm ngược ấy. Mình sẽ đếm, các bạn cần truyền vào cho nó hai cái số, mình sẽ số đầu tiên nhá, cái số đầu tiên này có nghĩa là cái số thời gian đếm ngược, nó sẽ đếm ngược bắt đầu từ bao nhiêu mili giây cho đến không, cho về không đấy, và mỗi lần đếm ngược thì nó trừ đi bao nhiêu mili giây. Thì ở đây mình nghĩ là 30.000 mili giây là 30 giây ấy, trừ mỗi lần đếm thì nó sẽ là 50 mili giây, thời gian 50 mili giây nó nhanh lắm, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đó. Xong các bạn, sau đấy nhá, khi nó sẽ báo đỏ,
Cạn kích vào cái hình cái đèn này. Cạn nhấn Implement Method. Nhấn OK. Đấy. Thì hai cái hàm này, một hàm là cái hàm này sẽ chạy liên tục. Có nghĩa mỗi lần nó đếm ngược nó sẽ vào trong này. Ví dụ 3.000 mili giây. Nó đếm ngược đi thành nó đếm ngược đi thành 2.950 mili giây. Đấy. Thì nó sẽ vào trong này một lần, xong 2.900 nữa nó sẽ vào trong này một lần. Thì mình sẽ tiến hành mình update cái thằng C3 ấy ở trong này. Đấy, ok chưa? Đấy, mình chấm tiếp start. Đấy. Và trong họ finish nhá. Cạn gọi thêm cho mình cái start nữa. Có nghĩa cái thằng này sẽ update liên tục. Có nghĩa nó đếm hết 30 giây ấy, lại đếm tiếp 30 giây. On finish là hàm kết thúc sau khi đếm ngược hết khoảng thời gian là 30 giây. Đấy. Thì mình lại cho nó đếm ngược tiếp. Và trong này mình sẽ gọi ra một hàm là hàm update. Update, ok chưa? Đấy. Đấy thì mình sẽ tạo ra cái hàm update ở bên dưới này. Private này. Void update. Và trong hàm update mình sẽ làm gì? Đầu tiên mình phải kiểm tra trước. Nếu đầu tiên nếu như mà nhạc đang chạy này. À nếu đã có nhạc mà bằng bằng fail, có nghĩa là nhạc chưa được tạo lên ấy. Hoặc là nhạc đang dừng đúng không? Hoặc là nhạc đang chạy cũng bằng bằng fail. Đấy, thì lập tức mình return, mình không làm gì cả. Còn nếu không ấy thì sẽ mình gọi cái C3 kia ra. C3 chấm set process. Cái vừa mình có giải thích là cái thằng C3 ấy, nó có ba cái mốc quan trọng. Thứ nhất là min, mình set đã set ở trên này rồi. Max mình cũng set trên này rồi. Và cái thứ ba là cái nhận thời gian nó đang chạy, chính là cái thằng process này. Đấy, thì mình sẽ gọi cái player ra này, chấm get current position. Đó. Nó chính là cái thời gian nhạc nó chạy ấy. Đấy. Rồi, ok. Vậy thử run xem được cái gì nhá. Rồi này, bây giờ chạy này. Các bạn thấy nó đang di chuyển không? Đấy. Đấy. Bây giờ ví dụ bấm dừng thì sao? Nó dừng. Đúng chưa? Tiếp bên nữa chạy à? Đấy, nó chạy tiếp. Dừng. Lại dừng. Đấy. Nhưng bây giờ mình không muốn thế. Bây giờ mình muốn ví dụ di chuyển đến đâu ấy, thì nó phải dừng, thì nó phải chạy nhạc ở đấy. Đúng không? Thì đây nhờ nhá. Mình sẽ ở trong cái thằng set click này. Mình sẽ gọi cái thằng C3 của mình ra, chấm set on C3 transitioner. Có nghĩa mỗi lần mình thay đổi ấy, mình nó sẽ vào trong này. Cần gõ chữ lưu, cần chọn cách. Các bạn chọn C3 chấm C3 transitioner, nhấn enter. Đấy, nó sẽ ra ba cái cho các bạn. Các bạn vào, các bạn lại không là các bạn nhớ là cái thằng on stop checking toán này, nghĩa là sao? Có cái hàm đấy là mỗi khi các bạn nhấn này, khi các bạn gì đấy thì nó sẽ đang chạy ở hàm này. Đấy, khi mà các bạn nhấn thì nó sẽ vào cái thằng start này. Đấy, còn khi các bạn đang giữ này, mà thả ra cái này, nó sẽ vào trong thằng này. Đấy, thì có nghĩa ba, nó có ba cái sự kiện cho các bạn đấy. Thì trong cái sự kiện stop checking này mình sẽ làm gì? Đúng chưa? Thì đầu tiên nhá, mình sẽ gọi cái biến. Mình sẽ gọi cái biến là thời gian nhạc dừng lại bằng, gọi cái biến C3 đây ra chấm. Mình sẽ lấy ra cái process. Process chính là cái thời gian mà các bạn nhả ra ấy. Đúng chưa? Tiếp đến nữa mình gọi thằng player, cái bản nhạc của mình này, chấm pau
Tiếp đến nữa là mình sẽ player chấm C2 thời gian nhạc dừng lại, đúng không? Tiếp đến nữa là player chấm start. Đấy, nhưng trước khi đấy á, mình phải kiểm tra nếu như mà người ta đã bấm dừng á, nếu như người ta bấm thời gian lớn dưới đây, mình sẽ lấy ở đây, nếu như mà thời gian, nếu như mà nhạc đang chạy mà bằng fail, hay là cái thằng đã có nhạc bằng fail thì ngay lập tức mình return luôn, ok chưa? Đấy, à nó còn bị dính một trường hợp nữa, nó dính trường hợp nữa, đây mình sẽ copy paste. Đấy, quên, có nghĩa phải bản nhạc phải có nhạc trước đã thì mới chạy được, chứ không thì không, ok chưa? À, bấm run này thử xem được cái gì nhá. Này, bây giờ mình di chuyển này, chả có hiện tượng gì xảy ra cả, đúng không? Mày bấm run. Bạn có thấy nhạc nó thay đổi không? Đúng chưa? Đấy, nhạc nó thay đổi rồi đúng không? Đấy. Ok. Dễ không? Nó rất dễ dễ đúng không? Đấy. Thì bây giờ tiếp theo nhá. Tiếp theo là mình sẽ làm nào để hai cái tích này nó thay đổi. Đúng chưa? Hai tích này cũng phải chạy theo cái thời gian bản nhạc. Đúng không? Thì đầu tiên mình sang bên này, mình sẽ gọi cái thằng tech view ra. Đầu tiên mình gán cho ID này, txv thời time, mình sẽ là time time nhạc. Đấy, time nhạc run. Đấy, có nghĩa nhạc đang chạy đấy. Rồi, Ctrl C. Mình sang bên này, được chưa? Đấy. Mình sẽ khai báo ở đây một cái thằng tech view chấm phải. Đấy. Ở dưới này thì mình không thể quên cái thằng ánh xạ được. Ánh xạ là cái cơ bản nhất. Đấy. Và ở trong cái thằng on update này, mình sẽ cũng tiến hành update cho nó. Ok không? Thì ở đây nhá, mình đã có cái số thời gian, cái thằng play get current position này là cái số thời gian mà nhạc đang chạy đúng không? Đấy. Thì ở đây mình sẽ, nhưng mà nó tính theo mili giây, nên mình ở đây mình sẽ viết một cái hàm private này, string, nó sẽ chuyển từ cái mili giây mà nhạc đang chạy về cái dạng chữ mà các bạn nhìn thấy ở trên này, đúng chưa? String mình sẽ gọi là gì nhỉ? Mini mini to string. Đấy. Và trong này mình sẽ chuyển cho nó biến t đi. Đấy. Và đơn giản thôi, nó là mini giây đúng không? Muốn tính ra giây ấy thì các bạn gọi t bằng t chia cho 1000. Đấy, là các bạn sẽ ra được số giây của nó. Đúng không? Tiếp đến nữa nhá. Là cái thời gian t này của mình này. Đầu tiên mình khai báo biến đó là thời gian phút. Ở đây nó có hiển thị là phút và giây đúng không? Đây mình sẽ hiển thị số phút, không phải là bằng bằng cái thời gian t kia của mình chia cho 60 không? Một giây có một 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 phút có 60 giây. Và tiếp đến là thời gian số giây dư ấy. Có nghĩa là ví dụ như kiểu là đang là 61 giây thì là mình phải hiển thị là 1 phút và 1 giây đúng không? Thì đây mình sẽ là s bằng t chia phần trăm cho 60 là lấy ra cái số dư. Rồi sau đấy ở đây thì mình sẽ kiểm tra, à mình return luôn, return ra một cái biến t này, một cái biến phút này cộng với lại cái chuỗi hai chấm đúng không, cộng tiếp với lại s là số giây ấy, chấm phẩy. Và trong này
Sau khi đã viết cái hàm này xong nhá, mình sẽ gọi cái hàm txv time run ra chấm set text, mình gọi cái hàm mini dây này, mini dây to string, và mình truyền vào cho nó cái player player chấm get current position, ok chưa? Đấy, bây giờ đoán nhá, xem được cái gì này. Run. Đấy, các bạn nhìn không? Đây, ví dụ mình bấm đây 39 giây, 1 phút, 51 giây. Nhưng có vẻ nó đang không được đẹp lắm đúng không? Ví dụ mình di chuyển về 0 giây này thì nó đúng hiện chữ 00 2.00 nó sẽ đẹp hơn đúng không? Thì đây mình sẽ kiểm tra tiếp. Mình tiếp một cái hàm nữa, private string check check new 10 đi, nghĩa là check cái số nhỏ hơn 10 ấy. Mình sẽ chuyển vào một biến là biến y này, mình kiểm tra. Nếu như nhá, nếu như mà cái biến y này mà nhỏ hơn 10, được chưa, thì mình sẽ return cái một cái chuỗi có số 0 cộng mấy cái biến y đấy. Đấy, tiếp đến nữa, còn nếu không thì mình sẽ return một cái chuỗi bình thường đấy cộng với biến y. Và biến này mình sẽ gọi ở đâu? Mình sẽ gọi ở đây. Đấy, mình sẽ check xem cái số phút có phải là nhỏ hơn 10 không à, cộng thêm với lại cái số giây có phải nhỏ hơn 10 không. Rồi xong, chạy lại nhá. Ô nhanh thế à? Chạy này. Đấy, các bạn nhìn không? Và cái số phút của cái số giây mình nó đã bắt đầu là nó đang có số 0 đầu đúng không? Đấy. Và tiếp theo nữa là đến cái text này. Đúng chưa? Bây giờ có thời gian đây rồi, bây giờ mình phải hiện thời gian tổng á. Nhưng hiện thời gian tổng thì nó dễ hơn. Mình khẳng định là sẽ dễ hơn. Gắn vào trong này nhá. Gắn gắn ID cho cái thằng text view này. ID à. TXV này. Tham nhạc on đi. Đấy. Tham nhạc on, cả copy này sang bên này. Tương tự với cái thằng này nhá, cạn phải paste ở đây cho mình. Đấy. Tiếp theo nữa là đến ánh xạ. Ánh xạ. Đúng chưa? Đấy. Ánh xạ xong thì ở đây mình sẽ tiến hành, đơn giản thôi, tiến hành cái đoạn cái lúc bắt đầu chạy nhạc này. Đấy. Thì mình sẽ gọi cái txv tham đã on này chấm set text, mình gọi ra cái hàm mini touchy. Nhưng bây giờ cái thời gian mình truyền vào là cái thời gian nào? Chính là cái time mark này. Đấy. Pet xong. Đơn giản thế thôi. Bây mình sẽ chạy lên cho các bạn xem được cái gì nhá. Rồi, chạy nhá. Ui, bài này là 2 phút 43 giây. 2 phút 36 giây. Tăng tăng tăng, dừng. Dừng rồi. Đấy, ok. Rồi. Thì video của mình xin được dừng lại đây. Ở lần tiếp theo nhé, video tiếp theo nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cho cái đĩa nhạc này nó xoay 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 này, giống như kiểu ở trong cái thằng này của mình đây này. Quay nó xoay 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 không? Đấy. Từ từ từng bước một nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn từ từ từng bước một. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.